Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Về lịch sử cướp ngân hàng tại Việt Nam có quá nhiều thứ để nói, từ công tác an ninh đến việc phá án nhanh chóng cũng như độ liều lĩnh manh động của các đối tượng. Tuy nhiên, đặc biệt hơn hết phải kể đến những tên cướp ngáo ngơ khi cướp ngân hàng. Mặc dù đã lên kế hoạch chu đáo, song những tên cướp ngáo ngơ trong lúc thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng không khỏi bối rối khi đối mặt với việc bị truy bắt, từ đó để lộ những sơ hở hài hước như việc chạy bộ cướp ngân hàng hoặc bực vợ không đưa tiền liền mang súng đi cướp ngân hàng. Hầu hết các lý do dẫn đến hành vi cướp ngân hàng đều xuất phát từ việc túng thiếu, quẫn bách về tiền bạc khiến các đối tượng làm liều. Tuy nhiên, có trường hợp khiến dư luận ngã ngửa khi lý do đi cướp ngân hàng chỉ là việc vợ chồng không chịu đưa tiền để làm ăn, như đối tượng Nguyễn Văn Rin, tên cướp manh động, dùng súng cướp ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á chi nhánh Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2019. Ngày 4 tháng 7 năm 2019, Rin trang bị quần áo, nón, khẩu trang cùng găng tay để tránh bị nhận diện. Sau đó, Rin điều khiển xe mô tô Kawasaki đến gửi tại bãi xe chợ Hạnh Thông Tây, đón xe ôm quay về phòng trọ lấy xe Luvias, mang theo khẩu súng ngắn đi tìm ngân hàng để cướp. Khi phát hiện ngân hàng trên ít người bảo vệ, Rin chạy lòng vòng chờ thời cơ. Đến khoảng gần 15 giờ khi thấy bảo vệ đã đi vào bên trong ngân hàng, phía trước vắng người, Rin chạy xe máy đến gần trước cửa, bước vào. Đến quầy giao dịch số 1, Rin rút từ ba lô khẩu súng đưa về phía các nhân viên ngân hàng để uy hiếp. Đồng thời, Rin quăng ba lô yêu cầu bỏ tiền vào trong. Tuy nhiên, các nhân viên ngân hàng đã bấm nút báo động. Sợ bị phát hiện, Rin cầm súng, ra ngoài leo lên xe bỏ chạy. Trên đường bỏ chạy, Rin phi tang áo khoác mặc khi gây án để tránh bị phát hiện. Gần một tháng sau, Rin bị bắt tại quê và di lý vào thành phố Hồ Chí Minh xử lý. Ngày 5 tháng 3 năm 2020, tại phiên xét xử phúc thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo y án 8 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Rin, sinh năm 1991, quê Bình Định, làm nghề buôn bán, về tội cướp tài sản. Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của bị cáo là liều lĩnh, bất chấp pháp luật, cần xử lý nghiêm. Trước đó, Tòa án Nhân dân quận Tân Phú xử sơ thẩm mức án như trên. Bị cáo kháng cáo, cho rằng quá nặng vì bị cáo thành khẩn, ăn năn hối hận và phạm tội chưa gây thiệt hại. Khi Ngọc nói ra thì em biết đấy là việc cướp ngân hàng. Đầu tiên là em biết là cướp ngân hàng BIDV ở chi nhánh Ngọc Khánh. Vào ngày 27 tháng 7 năm 2020, một ngân hàng trên đường Huỳnh Thúc Kháng bị hai đối tượng cầm súng và bom tự chế cướp đi gần 1 tỷ đồng. Đến ngày 30 tháng 7, lãnh đạo Công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự để hoàn thiện hồ sơ xử lý hai đối tượng cướp tài sản xảy ra tại ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh trên địa bàn. Hai đối tượng gây ra vụ án cướp ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh trên địa bàn quận Đống Đa được xác định là Phùng Hữu Mạnh, 23 tuổi, và Hoàng Ngọc, 42 tuổi, cùng trú quận Đống Đa, hiện đang bị tạm giữ. Lãnh đạo Công an quận Đống Đa nói, tại cơ quan công an, Ngọc khai nhận do làm ăn thua lỗ, nợ một khoản tiền lớn nên Ngọc rủ Mạnh cướp tiền của ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh. Khoảng 10 giờ ngày 27 tháng 7, hai đối tượng đi bộ từ đường Nguyên Hồng vào ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh. Theo lời khai ban đầu, Ngọc nợ chồng chất do làm ăn thua lỗ nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Trong thời gian ở nhờ tại căn hộ trong tòa nhà 27 Huỳnh Thúc Kháng, ngay phía trên trụ sở chi nhánh Ngọc Khánh của ngân hàng BIDV, Ngọc chọn nơi này là mục tiêu. Anh ta lên mạng xã hội đặt mua khẩu súng côn xoay tự chế, bắn đạn thể thao với giá 12 triệu đồng. Nghĩ một mình gây án sẽ khó khăn, Ngọc rủ Mạnh cùng tham gia. Ngọc dự tính nổ súng khi gây án để cướp tiền bằng được. Trong 13 viên đạn, viên đầu tiên sẽ bắn công an bảo vệ ngân hàng bởi biết sẽ bị ngăn cản. Viên thứ hai nhằm vào khách hàng. Tuy nhiên, Mạnh không tán thành phương án này và đề xuất bắn lên trần nhà để không làm ai bị thương. Ngọc sau đó đồng ý với cách làm của Mạnh và đưa cho anh ta một quả mìn giả để dùng đe dọa. Theo thỏa thuận, Ngọc hưởng 70% số tiền cướp được, Mạnh nhận 30%. Ngọc cầm súng ngắn dạng tự chế đi vào phía trong các quầy giao dịch, hướng đầu súng lên trần nhà bắn một phát đạn và hô, tất cả ngồi im, giơ tay lên. Rồi đi vào từng quầy giao dịch, lấy tiền ném ra sàn phía ngoài.
còn Mạnh để một bịch màu đen xuống sàn hô, thuốc nổ, nếu hô thì cho nổ, rồi nhặt tiền do Ngọc ném ra và cho vào túi màu đen. Sau khi cướp được tiền, Ngọc và Mạnh đi bộ ra ngoài cửa ngân hàng, tiếp tục dùng súng đe dọa người dân, cướp chiếc xe máy rim màu mận chín, biển kiểm soát 29137X2, rồi tẩu thoát theo hướng đường Nguyên Hồng, Trúc Khê, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, đại lộ Thăng Long. Đến huyện Thạch Thất, cả hai dừng lại thay quần áo được Ngọc chuẩn bị trước. Xe máy và quần áo mặc gây án, Ngọc tự cầm đi cất giấu. Trong lúc này, Mạnh một mình quay về, thuê nhà nghỉ gần nơi vừa gây án. Gặp nhau tại nhà nghỉ vào chiều cùng ngày, Ngọc đưa cho Mạnh 200 triệu đồng. Ngọc sau đó chạy trốn về Hải Phòng, Mạnh về nhà riêng ở phố Trúc Khê, quận Đống Đa. Ngay sau khi vụ cướp xảy ra, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an quận Đống Đa và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an truy xét làm rõ hung thủ. Trong quá trình truy vết nhóm cướp, lực lượng phá án đã lần ra các đối tượng gây án là Ngọc và Mạnh và tiến hành bắt giữ. Ngọc bị bắt khi đang lẩn trốn tại Hải Phòng vào rạng sáng ngày 29 tháng 7. Mạnh bị bắt vào đêm 28 tháng 7 khi đang lẩn trốn tại nhà ở phố Trúc Khê, phường Láng Hạ. Được biết, khẩu súng các đối tượng sử dụng là súng tự chế, dạng súng côn xoay, bắn đạn thể thao và số tiền cướp được là 942 triệu đồng. Ngọc từng tham gia thành lập công ty cổ phần chuyển phát nhanh GNN tại Hà Nội, từng là tổng giám đốc điều hành. Tuy nhiên, sau 15 hoạt động, GNN dừng hoạt động do làm ăn thua lỗ, không cân đối được thu chi, dẫn đến lạm dụng tiền thu hộ của khách hàng. Ngọc thừa nhận năng lực quản lý yếu kém của mình dẫn đến tình trạng này, nên đã nảy sinh ý định cướp ngân hàng để trả nợ. Thời gian gần đây, liên tiếp các vụ cướp ngân hàng xảy ra trên địa bàn cả nước với tính chất ngày càng manh động, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Chủ yếu các đối tượng dùng súng hoặc vật giống súng để uy hiếp nhân viên ngân hàng và những người có mặt, hòng đạt mục đích nhanh nhất. Có rất nhiều lý do dẫn đến việc cướp ngân hàng của các đối tượng, song đa số đều vướng phải nợ nần, thua cờ bạc, cần tiền tiêu xài và trả nợ. Điều đáng nói, nhiều đối tượng đã vào các hội nhóm kín như hội những người vỡ nợ muốn làm liều trên Facebook để tụ tập bàn bạc kế hoạch đi cướp ngân hàng. Chiều 6 tháng 3 năm 2022, Nguyễn Văn Hiếu sinh năm 1991 ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Nguyễn Thanh Tùng sinh năm 1981 ở Thanh Xuân, Hà Nội, hẹn gặp nhau tại khu vực đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tại đây, Tùng đưa cho Hiếu xe máy hiệu Honda Way, hẹn 8 giờ ngày 7 tháng 3 năm 2022, gặp nhau tại khu vực đèn xanh đỏ trên đường Hoàng Minh Thảo, gần phòng giao dịch Tây Hồ Tây, ngân hàng Vietinbank. Tại đây, Hiếu tháo biển kiểm soát và yếm xe máy vứt vào thùng rác tránh bị phát hiện. Sau đó cả hai chở nhau đến phòng giao dịch Tây Hồ Tây, dựng xe máy trên vỉa hè rồi mở cửa đi vào. Lúc này, tại tầng 1 phòng giao dịch có hai nhân viên ngân hàng ở trong quầy giao dịch và một người bảo vệ ở cửa ra vào. Hiếu vào quầy giao dịch và nói muốn rút 500 triệu đồng. Nhân viên ngân hàng yêu cầu xuất trình căn cước công dân thì Hiếu mở ba lô lấy ra một con dao nhọn 30cm, lưỡi sắt. Tay trái lấy ra khẩu súng màu đen khống chế nhân viên và hô cướp đây. Rồi bị cáo đi vào trong quầy lấy tiền ở két, được hơn 537 triệu đồng cho vào ba lô. Trong lúc Hiếu cướp tiền thì Tùng dùng dao khống chế nhân viên bảo vệ ở cửa. Sau khi lấy được tiền, cả hai lên xe tẩu thoát. Đi được 20 mét thì bị rơi từ ba lô số tiền 337 triệu đồng và khẩu súng màu đen xuống đường Hoàng Minh Thảo. Thực chất đây chỉ là chiếc bật lửa hình khẩu súng. Trên đường trốn chạy, Tùng có dừng lại và bảo Hiếu đi vứt hung khí gây án. Tùng vứt găng tay, khẩu trang, mũ bảo hiểm, áo mưa và cầm tiền cướp được đón taxi đi về nhà. Còn Hiếu tiếp tục lái xe đến khu vực đê tả sông Hồng thuộc xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội, vứt xe máy xuống hồ nước, gọi taxi về nhà. Cùng ngày, cả hai gặp nhau để chia tiền. Hiếu lấy 92 triệu đồng, Tùng lấy 108 triệu đồng. Ngày 8 tháng 3 năm 2022, cả hai bị bắt giữ. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện trước vụ cướp ngân hàng, tối 27 tháng 2 năm 2022, hai bị cáo còn gây ra một vụ cướp tiệm tạp hóa ở khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội. Tùng đứng ngoài cảnh giới, còn Hiếu vào hỏi mua nước ngọt, sau đó rút dao dí vào bụng chủ tiệm, ép đi vào nhà. Hai bị cáo trói chủ tiệm trên giường, dán miệng không cho kêu cứu, rồi lục ngăn kéo, lấy đi 6 triệu đồng chia nhau. Trước khi tẩu thoát, Tùng còn hô to, nhà này có người bị Covid, để hạn chế hàng xóm sang và phát hiện sự việc. Riêng Nguyễn Văn Hiếu còn cùng với Nguyễn Bùi Hậu sinh năm 1984 quê Hải Phòng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Hiếu và Hậu cùng quen nhau qua hội nhóm Những người anh em nợ nần chồng chất. Khoảng 10 giờ cùng ngày, Hiếu và Tùng gặp nhau ở khu vực gần ngã tư Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi. Tại đây, Hiếu cầm 92 triệu đồng và chia cho Tùng 108 triệu đồng. Sau đó, Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ tại khu vực huyện Mê Linh, Hà Nội. Còn Tùng bị bắt tại tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!